khuôn mặt thanh lịch của Hoa hậu Lan Anh. Miss Art Việt Nam 2023 Đỗ Thị Lan Anh ưa chuộng trang phục gợi cảm chừng mực, tôn vẻ nhẹ nhàng. Tại sự kiện đầu tiên sau đăng quang Miss Art Việt Nam, Lan Anh diện váy phong ôm tôn dáng, kết hợp cùng phần xếp vai rễ khoe xương quai xanh. Người đẹp hạn chế khoảng hở trên trang phục, làm nổi bật vẻ mềm mại, nhẹ nhàng. Liên tiếp các sự kiện sau đó, tân hoa hậu chọn trang phục theo phong cách thanh lịch, gợi cảm chừng mực. Khi dự một event, người đẹp sinh năm 1997 diện đầm rễ vai phong có xếp tôn vòng eo. Khi tiết xẻ tà cao giúp Lan Anh khoe da trắng. Khi thực hiện bộ ảnh đầu tiên sau đăng quang, mỹ nhân 26 tuổi chọn mặt đầm đính kết với tông màu trung tính, tạo sự hài hòa với vương miện trên đầu. Khi được ban tổ chức Miss Art đăng tải, loạt ảnh này của Lan Anh nhận được lời khen từ khán giả trong nước và quốc tế. Hoa hậu Lan Anh tiếp tục khoe nhan sắc thanh lịch, quyến rũ trong chiếc đầm trắng khi dự triển lãm nghệ thuật. Cô kết hợp kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tôn vẻ tự nhiên. Chiếc váy của nhà thiết kế Linh Sang với những chi tiết đính kết ngọc trai khéo léo làm điểm nhấn mang đến vẻ đẹp sang trọng cho Lan Anh tại buổi ký kết bản quyền Hoa hậu siêu quốc gia. Đi dự họp báo ra mắt phim Miss Art Việt Nam 2023 nổi bật cùng sắc đỏ. Bộ đầm của cô có kiểu dáng thanh lịch, thu hút mắt nhìn vào vòng eo nhỏ nhắn. Lan Anh ra dáng nữ doanh nhân khi xuất hiện trong video giới thiệu bản thân để chuẩn bị tham dự Miss Art 2023. Áo crop top giúp cô khoe khéo vòng eo thon. Sinh sống tại Mỹ từ nhỏ nhưng Lan Anh rất trân quý các giá trị truyền thống quê hương. Đặc biệt, cô yêu thích tà áo dài, tôn nét đẹp duyên dáng. Lan Anh chọn hình ảnh nhẹ nhàng, thanh khiết khi diện áo dài tại buổi ra mắt bộ phim Người vợ cuối cùng. Đỗ Thị Lan Anh sinh năm 1997, tốt nghiệp Đại học California State University of Fullerton. Cô cao 1.71m, số đo 3 vòng 85, 60, 95cm. Trong tháng đầu sau đăng quang, người đẹp bận rộn với nhiều lịch trình sự kiện. Bên cạnh đó cô cũng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, trước thềm đại diện Việt Nam thi Miss Art 2023 trên sân nhà. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.